Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đấm bồi Nguyễn Đức Chung một cái, ai đã ra tay. Nguyễn Đức Chung đã bị cho vào tù là cả một âm mưu của phe đối thủ ông Nguyễn Đức Chung. Ông tướng công an từng chinh chiến với tội phạm nhưng cuối cùng đã thất thủ bởi một đối thủ giấu mặt. Nguyễn Đức Chung trước khi nắm chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông ta là một tướng đầu ngành của công an thành phố thủ đô. Ông ta là võ tướng, ông giỏi đánh đấm chứ không giỏi bề mưu cao kế hiểm để triệt hạ đối thủ. Nguyễn Đức Chung đã tham gia trò chơi quyền lực thì phải chấp nhận luật chơi nghiệt ngã thế thôi. Mạnh thắng yếu thua chứ chẳng cần đến năng lực quản trị tài giỏi nào cả. Với tội ác rất lớn nhưng Lê Thanh Hải tại thành phố Hồ Chí Minh có ai dám đụng đến ông ta đâu. Tuy nhiên tội bảo kê cho sân sau làm ăn kinh tế như Nguyễn Đức Chung nhẹ hơn tội của Lê Thanh Hải nhiều lần, mà phải vào tù thì đủ thấy những vụ tố tham nhũng chỉ là lá bài chính trị để triệt hạ lẫn nhau trong Đảng Cộng sản mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung. Nhiều người cho rằng Nguyễn Đức Chung sẽ phải ra tòa nhiều lần như Đinh La Thăng. Vì thế, lực lượng đang tấn công Nguyễn Đức Chung là thế lực mưu cao kế hiểm và giấu mặt rất khéo léo. Nguyễn Đức Chung đã cho ra tòa một lần và nhận bản án 5 năm tù. Sẽ còn nhiều lần phải ra tòa nữa và sẽ án chồng án như ông Đinh La Thăng mà thôi. Nguyễn Đức Chung đã bị cáo buộc ưu ái công ty Nhật Cường như thế nào? Vào ngày 26 tháng 7, báo chí nhà nước Cộng sản cho Đảng nước Việt Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã buộc thêm tội Nguyễn Đức Chung, đó là ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho Nhật Cường trúng thầu tiền tỷ. Vào ngày 26 tháng 7, ông Chung, 54 tuổi, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đề nghị truy tố tiếp về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 1 điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999, khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Và Bộ Công an đã hốt thêm được rất nhiều người trong đường dây do Nguyễn Đức Chung điều khiển cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. C03 của Bộ Công an Việt Nam cũng đề nghị truy tố thêm 6 bị can là Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy, Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Tiến Học, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phạm Thị Kim Tiến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, Võ Việt Hùng, giám đốc công ty Đầu tư và Phát triển Đông Kinh, Lê Duy Tuấn, giám đốc công ty kinh doanh Đông Kinh. Theo kết quả điều tra vào năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có tổ chức đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh năm 2016 trên địa bàn. Công ty Đông Kinh không đủ năng lực nộp hồ sơ cũ nên đã rủ công ty Nhật Cường cùng tham gia. Để hợp thức hóa việc nộp hồ sơ đấu thầu, Nhật Cường đã ký hợp đồng kinh tế khống với công ty Minh Hòa do bà Nguyễn Thị Trúc Thi Hoa, vợ của ông Chung làm giám đốc. Liên doanh Nhật Cường và Đông Kinh sau đó sử dụng hợp đồng khống này để hợp thức hóa hồ sơ năng lực và gói thầu. Đây là hình ảnh Phạm Thị Thu Hường và Nguyễn Văn Tứ, hai đồng phạm với Nguyễn Đức Chung. Do có mối quan hệ từ trước và được Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường nhờ, nên Chung đã sử dụng quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để can thiệp. Ông ta đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cho Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu và hưởng lợi ích. Theo C03, ông Chung biết và chấp nhận mọi hậu quả vật chất lẫn phi vật chất xảy ra do sai phạm trong đấu thầu gây ra. Hành vi của ông cùng với các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu của cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn đến hiệu quả, mục đích gói thầu không đạt được. Chỉ có 45% hồ sơ được đẩy lên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và điều này gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Cơ quan điều tra cũng nhận định ông Chung đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Hành vi này khởi đầu là nguyên nhân xuyên suốt trực tiếp dẫn đến các cuộc thuộc cấp ở Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng bị sai phạm theo. Tung cú đấm mới đó là gài bẫy kết tội Nguyễn Đức Chung như thế nào? Bị can đã cung cấp lời khai có lợi cho bản thân là điều đương nhiên. Công an cần phải có biện pháp để chứng minh ông Chung có tội, chứ không thể kết tội ông Chung không thành khẩn khai báo né tránh, không thừa nhận sai phạm của bản thân, đôn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Ông còn chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước gây khó khăn cho hoạt động điều tra.
Đây là hình ảnh vì ai mà Nguyễn Phú Trọng đã biến Nguyễn Đức Chung thành củi, không buộc ông Nguyễn Đức Chung nhận tội bằng lý lẽ, bằng những bằng chứng thì không thể kết tội ông Nguyễn Đức Chung không thành khẩn. Việc kết tội bị can không thành khẩn cho thấy công an điều tra của Tô Lâm có nghiệp vụ yếu kém mà thôi. Ông Chung không khai cũng buộc tội, mà khai có lợi cho bản thân cũng buộc tội. Đây không phải là cái bẫy, kết tội Nguyễn Đức Chung là cái gì? Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Đức Chung đã khai có quen Bùi Quang Huy từ năm 2005 đến năm 2006 khi còn làm ở phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội. Tuy nhiên, ông Chung lại không thừa nhận có chỉ đạo đình chỉ thầu như cáo buộc. Ông Chung khai như thế, công an phải chứng minh ông Chung có quan hệ với Bùi Quang Huy bằng các bằng chứng và nhân chứng, chứ không thể buộc tội ông Chung không thành khẩn. Làm thế chẳng khác nào ép cung. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 cũng cho biết Nhật Cường vào làm thí điểm số hóa, nhưng việc thí điểm không liên quan đến gói thầu, không tác động Sở Kế hoạch và Đầu tư sửa hồ sơ mời thầu. Sau khi bị khởi tố, ông Chung mới biết công ty Minh Hoa của vợ mình và Nhật Cường thực hiện hợp đồng kinh tế này. Cũng theo kết luận điều tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố nên chịu sự điều hành chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gói thầu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn vào năm 2016 và 2017, các bị can là cán bộ sở này cùng các bị can thuộc công ty Nhật Cường và Đông Kinh đã thực hiện các chuỗi vi phạm. Bị can là Nguyễn Văn Tứ lợi dụng chức vụ là giám đốc sở đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ông Chung dừng gói thầu số hóa sai quy định. Ông Tứ sau đó chỉ đạo cho Nhật Cường làm thí điểm, đưa thêm yêu cầu phải cập nhật hệ thống dữ liệu dùng chung thành phố, trong khi thành phố chưa có hệ thống dùng chung để sửa đổi hồ sơ mời thầu. Hành vi này bị cho rằng tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường, Đông Kinh trúng gói thầu vào năm 2016. Và câu hỏi đặt ra, ai là người tung đòn với ông Nguyễn Đức Chung? Tấn công vào Nguyễn Đức Chung là Tô Lâm. Tuy nhiên, ai cũng biết chính Tô Lâm là người làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng. Trong 5 năm qua, nếu không còn bàn tay của Tô Lâm thì ông Nguyễn Phú Trọng khó mà thực hiện được việc cho vào lò những thanh quỷ gọc như Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng. Từ việc quy tắc loại dần người, người ta biết ai đã ra tay với Nguyễn Đức Chung, đó là Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Trọng là người ở trên cao, ông không cần gì phải đánh Nguyễn Đức Chung vì Chung không phải là đối thủ. Có một số ý kiến cho rằng Nguyễn Đức Chung đã bị ông Nguyễn Phú Trọng loại khỏi chiếc ghế quyền lực thứ nhì của thành phố là bởi có người muốn ngồi vào chiếc ghế đó. Ông Trung Ngọc Anh là người Hà Nội và ông Nguyễn Phú Trọng đã sắp xếp cho người Hà Nội nắm chức chủ tịch thành phố. Đấy chính là kẻ giấu mặt đã ra tay với Nguyễn Đức Chung. Đây là hình ảnh Chu Ngọc Anh, đối thủ chính trị của Nguyễn Đức Chung. Chính vì thế mà Nguyễn Đức Chung đã bị đánh tới tấp. Ông Nguyễn Đức Chung sẽ phải hầu tòa nhiều lần với án chồng án. Đây là vụ án thứ 3 cựu chủ tịch Hà Nội bị điều tra, truy tố, xét xử. Vụ án đầu tiên liên quan đến Nhật Cường vào tháng 12 năm 2020. Ông Chung bị phạt 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Trong vụ án thứ 2, ông Chung lại bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với cáo buộc liên quan đến sai phạm khi mua chế phẩm Redoxy 3C làm sạch hồ ô nhiễm. Và với những vụ đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc án chồng án đối với ông Nguyễn Đức Chung sẽ còn lặp lại với rất nhiều quan chức cộng sản khác vào thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 với bản tin Đấm bồi Nguyễn Đức Chung một cái chí mạng, ai đã ra tay? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.